Bây giờ là mùa xuân, nhưng nắng gió Sài Gòn lại đượm một không gian mơ màng của mùa thu. Mời các bạn yêu thơ bốn phương thưởng thức những vần thơ đẹp của Hoàng Vinh, người thi sĩ của xứ Huế mộng mơ. Và những thi phẩm đẹp này sẽ được diễn ngâm qua dòng thơ Hồng Vân. Bao năm xa cách quê nhà, niềm thương nỗi nhớ vẫn vương ngậm ngùi. Đêm đêm chuyện gió xoay chiều, lệ rơi từng giọt, trăng mờ bóng mây. Qua bài ngậm ngùi mà Hoàng Vinh diễn đạt sau đây. Chẳng nhớ cảnh chia phôi, mây trắng lang thang khắp đỉnh đồi. Viện xứ bao năm còn cách trở, quê nhà ngang dầm vẫn xa xôi. Mỏi mòn ẩn giật thân chìm đắm, ngỡ ngẩn sầu đau phần nổi trôi. Giang vật thâu canh mi ước lệ, tàng thu lá rụng cũng đành thôi. Đứng trước một cảnh rừng hoang không mấy ai thích, nhưng họa sĩ Hoàng Vinh đưa vào tác phẩm nghệ thuật với nguồn cảm hứng của tác giả đã tạo thành tác phẩm vô giá qua bốn câu thơ như sau: mầm sống trong cằn cỗi. Sông vươn lên từ cõi chết, rừng hoang nguyệt lộng ánh sương xa. Đá cười hoa nở, cây rơi rụng, cuộc đời cao gió vần hành. Đã khá lâu cứ miệt mài ở xứ người, qua bao mùa tuyết đổ lá vàng rơi, qua thu đến thân cằn cõi, bao giờ gặp lại giấc mơ xưa. Qua bài Viện xứ. Bao lâu ước mộng ngóng nhìn trời, cứ mãi dừng chân ở xứ người. Khoảnh khắc
mây bay hoa chớp nhoáng, liên miên tuyết đổ phủ đầy nơi. Đàn hay văng vẳng theo mây gió, rượu quỷ lung linh chẳng thấy vơi. Đông lạnh thu buồn luân chuyển mãi, trăng mờ nước cạn bàn hiên. Có gì thương xót cho bằng, ta lang thang ở xứ người, cứ mãi nhìn mây với gió, tuổi đời loáng qua, phải chăng là phần số thôi đành cam chịu. Bài thơ Gợi gió ngàn mây. Đã bao lâu mây giăng sầu ảm hư đạm, tà dương vương vấn dưới ảnh mây bay. Rằng nước lao sao sóng cứ tỏa bay, dòng đời phiêu bạc tâm thời sông sao. Sao ta cứ mãi dừng chân xứ người, hỏi đến mây, mây cứ lơ lửng trôi. Hỏi gió thông reo vi vụt lưng đồi, ta hỏi với trăng mây vờn bóng nguyệt. Thế thôi ta đành cam phần số trời, dừng chân tự hỏi ân tình bao xa. Ánh mắt chiều thu làm sao đồng cả tâm can, khiến người ngơ ngác âu sầu đường tơ. Bài thơ Gió thu. Chiều về giọt nắng sâu vương, gió thu lồng lồng theo đường lá rơi. Ánh vàng loáng lộ khắp nơi, mắt huyền gieo mộng cho đời nên thơ. Tóc mai xe gió lơ thơ, bóng mờ lơ lửng đường tỏ bay. Nào ngờ lá cuốn chiều nay long lanh ánh mắt mà say mất lòng. Âm thầm ấp ủ chờ mong đường tơ khéo dệt cho xong mộng vàng. Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, vào sáng ngày thứ Bảy 10 tháng 9 năm 2011,
tại phòng sinh hoạt nhật báo Vietherald thuộc thành phố Westminster, miền Nam Cali, đã có buổi triển lãm tranh của họa sĩ Hoàng Quỳnh, một người đã có nhiều cuộc triển lãm trong nước trước năm 1975 và sau này tại Hoa Kỳ. Chúng tôi xin qua thế giới trường tượng hay ấn tượng mà chúng tôi là những sự, cho nên chúng tôi phải có yêu cầu để vẽ những tác phẩm làm thế nào. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi phóng sự sinh hoạt cộng đồng buổi triển lãm tranh sơn dầu của họa sĩ Hoàng Vinh. Phòng tranh sơn dầu của họa sĩ Hoàng Vinh được cắt băng khai mạc với giáo sư Nguyễn Thanh Liêm, cựu đại tá Lê Bá Khiếu, thượng nghị sĩ Lô Korea và nghị viên Dina Nguyễn. Vào cái con đường nghệ thuật từ nhiều năm trước năm 1975 thì ông đã từng có những cái tác phẩm triển lãm ở bên Việt Nam nhiều năm và từ năm 75 đến bây. Good morning, xin kính chào quý vị. First of all, I want to say, Mr. Hoàng Vinh, thank you very much for sharing with us the work of your life with the community, of course. As I look around these beautiful pictures today, I cannot help but admire the beauty of humanity. And as I was walking around some of those pictures also, I see also the tragedy of humanity, the tragedy of the loss of freedom in Vietnam, the horrors of some of the battles of the Vietnam War. At the end of the day, again, I thank you for sharing all of this work with Mr. Hoàng Vinh, if I can have you up here, please. I just wanted to say again, thank you very much. Good morning. On behalf of all of us that work for you, thank on behalf of all our constituents, thank you very much. Wow. Let me give you this humble certificate as appreciation thank of the State Senate much. And of our constituents. Thank you very much. Thank you very much. thank you, Senator. I would like to say, thank you very much, Senator. Thank you. Ông đã tốt nghiệp cao đẳng mỹ thuật Huế, dạy hội họa,
Ông lại còn là cựu sĩ quan hải quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông đã diễn đạt rất là nhiều lần ở trên đất nước Việt Nam thân yêu và đã được Hội đồng Văn học Nghệ thuật chọn để triển lãm danh dự toàn quốc do Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa sáng lập tại Thư viện Quốc gia Sài Gòn vào năm 1973 và năm 1974. Ông đến Mỹ năm 1975 và ngay vào năm 1975, tranh của ông cũng đã đi vào cộng đồng. Giải nhất về Rotary International tại California năm 1988, giải danh dự Pacific Arts California 1990, giải ba Hội Artist Torrance California 1991. Hoàng Vinh đã triển lãm nhiều lần tại các thành phố thuộc County Los Angeles, hội viên Hội Nghệ thuật Pacific, Palisades, California và Los Angeles, đã xuất bản tập nghệ thuật hội họa và thơ song ngữ Full Color. Good morning, ladies and gentlemen. Chúng tôi xin kính chào mừng quý vị. Sự hiện diện của quý vị là một vinh hạnh cho chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi được mạo muội để nói lên những tác phẩm nghệ thuật hội họa mà tôi đã say đắm, chu du theo lãnh cung màu sắc đường nét, để nói lên những nỗi niềm đam mê nghệ thuật trong những cuộc đời của người nghệ sĩ và sau những chuỗi ngày dài trên đất Hải. Xin phép được mời bác sĩ Hoàng Thị Xuân Thảo bước lên diễn đàn. Ladies and gentlemen, if we want to know more about artist Hoàng Vinh, no one among us can understand better than his daughter. Please welcome Dr. Hoàng Thị Xuân Thảo. Thank you. Good morning. It's a pleasure to welcome you today to my father's exhibition and to thank you for joining us. My father has used art as one way to express his deepest thoughts, his passion and his experiences in Vietnam, his journey to the United States, and his new life here as a Vietnamese American. Both painting and poetry have allowed him to creatively share very deep and meaningful thoughts. You'll notice as you walk through the exhibit, each painting is accompanied with a poem that might lend some insight or perhaps a different. Thưa quý vị, nhà sĩ Hoàng Vinh rất nổi tiếng trong giới văn nghệ của Hoa Kỳ và những cái triển lãm của ông được rất nhiều những người Mỹ họ ham chuộng. Quý vị cũng đừng ngại, đây là giờ bây giờ dùng dùng sẵn sàng để có rồi đủ thứ hết, cà phê cà phê. Biết là có đặt không? Cành cua hỏi ai đợi chờ, đồng uyên chuyên chẳng hay có trên biển bao nhìn to bay. Trước hết là tôi anh xin được chúc mừng họa sĩ có một cái nắng nửa chiều thì cái câu thơ như thế này: nắng chiều ẩn hiện lưu ly, nỗi buồn lấp lánh rèm mi não nề. Trên màn tần 57.3 của chúng tôi cũng như trên mạng lưới internet toàn cầu vnatv.com. Thưa họa sĩ, trước hết Mỹ Linh xin được hỏi cảm giác của họa sĩ như thế nào khi mà có một cuộc lãm tranh ngay tại khu Little Sài Gòn của chúng ta ngày hôm nay, thưa họa sĩ? Dạ vâng, kính thưa cô, kính thưa quý thính giả, sự thật ra là một niềm vui mừng cho tôi. Vì rằng một họa sĩ mà vẽ tranh không ai thưởng thức thì đó là một cái nỗi buồn. Viết văn mà không ai đọc, làm thơ mà không ai ngâm thì đó là nỗi buồn. Nhưng mà hôm nay cũng như tất cả những ngày khác, quý vị đã ước mong và thao thức để thưởng lãm những tác phẩm nghệ thuật của Hoàng Vinh thì đó là một sự sung sướng và có thể nói là một khích lệ nhất cho những